Anh chàng này là Steven Grant, một chàng trai sống heo thì luôn đi ngủ đúng giờ, nhưng mỗi sáng thức dậy thì như đi phượt cả đêm. Anh này thậm chí còn có một cô vợ mà anh không hề biết tồn tại. Vì sao? Vì anh chỉ là nhân cách thứ hai của bản thể gốc tên Mark Spector, người được thần mặt trăng Khonsu chọn để trở thành Moon Knight, hiệp sĩ ánh trăng. Trong thân thể này còn có thêm một nhân cách khác mà cả Mark và Steven đều không biết, và họ sẽ cùng nhau làm gì trong bộ phim truyền hình mới nhất của MCU? Tất cả sẽ có trong recap này. Trên nền nhạc Every Grain of Sand, một người đàn ông xuất hiện với chiếc cân ở cánh tay, bên cạnh là một cây bà tòn của Trấn Thành. Hành tung thì vô cùng kỳ lạ, không ăn cháo đá bát nhưng mà uống nước đập ly, rồi lấy thủy tinh vụn nhét vào đôi giày thượng đỉnh mõm cá sấu. Đã thế còn không thèm sở đôi tất cho em gót chân, bước đi trên đó không một chút đau đớn. Người đàn ông này là ai? Gây gớm như vậy thì chắc chắn không phải nhân vật chính Steven Grant, người ngủ đến giờ này mới chịu tỉnh, khuôn mặt đầy sự hoang mang, với một bên chân bị buộc vào cột, xung quanh giường trải một lớp cát mịn, cửa ra vào cũng phải dán băng dính. Vì sao phải làm vậy? Anh phải làm vậy vì gần đây có nhiều chuyện lạ, dù đã ngủ cả đêm, nhưng đến khi ông cháu Steven thức dậy không những không có mái đầu Tommy Shelby mà chỉ thấy mệt mỏi rã rời như thể vừa đi du lịch cả đêm hôm trước. Anh đến chỗ làm với tâm trạng của người chơi Bitcoin gần đây, cố gắng flex với mấy đứa trẻ con mình là vua chúa trong ngành thần thoại Ai Cập, nhưng anh chỉ là một người bán quà lưu niệm mà không ai để ý đến. Đang ế hàng thì một chị xinh gái đến bắt chuyện với Steven như thể quen lắm, nhưng mà Steven không quen. Những chuyện kỳ lạ kiểu này xảy ra mỗi ngày mà Steven cũng không hiểu tại sao. Trở về nhà, Steven lại còng chân lại như mọi ngày, cố gắng không ngủ để không bị mộng du. Nhưng vừa chớp mắt thì anh đã thấy mình thức dậy ở một nơi xa với tạo hình miệng không được duyên cho lắm. Một giọng nói bí ẩn bảo anh hãy trả lại thân thể cho người kia. Steven kiểu what the fuck. Trong túi anh xuất hiện một con bọ hùng kỳ lạ, con đằng xa là mấy người có súng nhưng trông không hiền. Steven cắm đầu cắm cổ chạy vào một ngôi làng gần đó, nơi anh chứng kiến một nghi lễ kỳ quái do Ato Harrow, người đàn ông kỳ bí với một cây gậy phép thuật cùng một cán cân trên cổ tay. Hình xăm kỳ bí này có quyền năng phán quyết sinh mệnh người khác, chỉ cần nó lệch là người kia sẽ chết. Mọi người ở đây có vẻ rất thờ phụng Harrow. Ông ta chỉ đích danh Steven, đúng không? Anh tưởng mình được gọi lên cho buổi diễn ảo thuật nên là nhanh nhẩu giới thiệu bản thân, nhưng ta biết mày là ai mà cù, đưa ta con bọ hùng. Giọng nói bí ẩn thì bảo anh đừng. Cơ thể của anh cũng phản kháng và nó quyết định quay đầu bỏ chạy. Đám lính bắt được Steven, nhưng trong một cái chớp mắt, toàn bộ đồng lính nằm la liệt máu me be bét. Steven không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà thôi, cứ chạy đã. Anh cướp một chiếc xe gần đó, nhưng bọn lính thì không buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Một tên bám được lên xe của Steven, anh cố gắng chống trả và chỉ trong một cái chớp mắt, tên kia bị biến thành dự án bất động sản miền Tây. Giọng nói bí ẩn bảo một người tên Mark thức dậy. Steven thì vẫn đeo hiểu cái gì, chỉ biết phóng xe đi tiếp. Bọn lính dùng xe kẹp Steven làm sandwich và trong một cái chớp mắt thì không có một chiếc sandwich nào cả. Steven sợ quá nên vứt khẩu súng trên tay đi. May là có những khúc gỗ để bẹp lũ lính. Và trong chớp mắt, Steven lại trở về nhà với chiếc chân bị xích. Vào, phim kiểu gì ấy? Mày quá chỉ là mờ. Nhưng con này không phải Nemo của tao. Anh đi đến tiệm cá để hỏi thì bị chửi là thằng điên. Đến chỗ hẹn hò thì bị chửi là thằng khùng, bởi vì đã 2 ngày trôi qua và những sự việc trước đó không phải là mơ. Nhưng mà Steven thì quá Harry Potter để hiểu được chuyện này. Anh vô tình mò được một cái hốc bí mật có chứa một chiếc chìa khóa và một chiếc điện thoại. Bên trong toàn cuộc gọi nhỡ của một cô gái tên là Layla. Trùng hợp lúc này Layla cũng gọi đến. Steven bắt máy, nhưng Layla cứ liên tục gọi anh là Mark. Một giọng nói kỳ lạ khác nghe giống hệt như Steven liên tục thì thào với anh. Steven hoảng sợ chạy xuống nhà thì bị một cái đầu cù trần trụi dọa trong một trận. Steven vẫn chưa hiểu cái đéo gì thì bùm, anh lại xuất hiện trên xe buýt và gặp lại được Harrow. Ông này đến để đòi lại con bọ hùng. Vã ông lại bọ hùng nào? Không biết thì để tao giải thích cho mày về thân phận bí mật của tao. Ngày xưa như kiểu nhật ký vàng anh, có một bà thần tên là Amit, bà này canh giữ địa ngục và tao tôn thờ bà. Harrow vừa nói và cầm tay Steven, tính dùng cán cân để phán xét anh, nhưng mà tâm trí Steven lúc này hỗn loạn vãi cả hỗn loạn nên hắn không thể làm được gì. Steven bỏ chạy, Harrow không thèm đuổi theo mà phải chờ đến tối để triệu hồi một con ma cẩu đuổi theo Steven. Steven bị đuổi ép vào nhà vệ sinh, hình ảnh phản chiếu trong gương của Steven nói anh hãy trả lại quyền công dân cho hắn. Steven không muốn lắm nhưng mà sắp bị chó cắn nên vẫn phải hiến dâng. Anh lên cơn động kinh, xung quanh đèn nháy như ba sàn club và cảnh tiếp theo sẽ làm Peta trigger như là việc bị gọi là Weeboo. Và đây chính là hiệp sĩ ánh trăng. Sang đến tập 2, Steven tiếp tục tỉnh dậy trên giường với cái chân bị xích. Anh cố nói chuyện với nhân cách trong gương kia nhưng mà không ăn thua. Đến chỗ làm thì bị đổ tội phá hoại của công và đuổi việc. Con chó ma kia là một sản phẩm của phép thuật nên chỉ có một mình Steven nhìn thấy. Tại sao anh lại tìm thấy thì bây giờ anh sẽ tìm hiểu. Anh đến chỗ có biểu tượng của chiếc chìa khóa, tìm được một khoang chứa đồ, trong đó có súng, tiền và một hộ chiếu với tiền Mark Spector và cả con bọ hùng mà thực chất là một cái la bàn. Nhân cách Mark lại tiếp tục xuất hiện trò chuyện với Steven, yêu cầu Steven nằm xuống ngủ để anh lấy quyền kiểm soát. Nhưng mà tất nhiên là Steven không cho, vì anh phải biết chuyện gì đang xảy ra đã. Mark giải thích rằng anh cũng như Steven là avatar của thần mặt trăng Khonsu và hai người phải làm những nhiệm vụ mà Khonsu giao. Cả đời Steven chưa nghe thấy cái điều gì thiểu năng như thế. Anh ôm đồng tiền định mang nộp cho cảnh sát. Đầu cù dù rất cố gắng dọa nạt nhưng mà Steven vẫn chạy được ra ngoài. Anh gặp được Layla, người tự giới thiệu là vợ của anh, hay đúng hơn là của Mark.
và cô hoàn toàn không biết gì về nhân cách Steven này. Steven cố giải thích về thân phận của mình nhưng mà Layla không tin. Anh định đưa cho cô con bọ hùng nhưng Mark bảo anh dừng lại, thế là Layla tự đến lấy. Đây là bản đồ tới hầm mộ của Amit, chúng ta đã phải xem Doctor Strange 2 tận 3 lần để lấy được cái này. Ngay này bà cô, tôi không phải nhân cách kia nên là tôi giúp no fuck với cô và nó. Không khí đang căng thẳng thì có hai viên cảnh sát tìm đến Steven. Họ phát hiện ra cuốn hộ chiếu và bắt Steven với tội mạo danh. Nhưng hóa ra hai người này cũng thuộc giáo hội thờ Amit. Mark bảo Steven đưa quyền kiểm soát cho anh để anh xử lý bọn này. Nhưng Steven vẫn ứ cho. Anh gặp lại được tên Harrow. Đầu cu xuất hiện nói Steven hãy giết hắn ta. Nhưng bản tính nhát chết cộng thêm những lời ngon ngọt của Harrow khiến Steven không thể nào nghe lời một cái đầu cu được. Trùng hợp là Harrow biết rất nhiều thứ về đầu cu vì hắn từng là cựu avatar của ông. Nhưng giờ hắn đã theo gót Amit vì thần đầu cu là con kẻ của hội đồng các vị thần Ai Cập. Harrow không hề giấu giếm mục đích hồi sinh Amit của mình. Và để làm điều đó thì phải cần có con bọ hung. Nhưng mà tao không có. Mày có. Tao không có. Nhưng tao có. Layla đến cứu Steven bằng việc khoe mình có con bọ hung. Con su bảo Mark chui ra. Layla bảo Steven lên đồ. Nhưng bố mày đã phải tờ linh. Và hai người bỏ chạy. Harrow tiếp tục triệu hồi ra một con ma cầu săn đuổi hai người. Layla và Mark hết sức thuyết phục để nhân cách Mark chiếm quyền kiểm soát. Nhưng vẫn cứ là không. Con chó phá cửa xông vào. Hất Steven bay ra ngoài. Và boom. Super Hero Landing. Vãi lìn, tao là Deadpool nhưng mà thứ bản. Steven với bộ trang phục mới trông vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà chiến đấu tệ vãi nên bị con chó quăng quật như mớ rẻ rách. Không muốn người dân xung quanh bị liên lụy thêm, Steven giao lại quyền kiểm soát cho Mark và hiệp sĩ ánh trăng xuất hiện, thui rơm con chó kia ngay lập tức. Sợi, bố mày mạnh. Ơ, con bọ đâu? Con Harold đã lấy được con bọ, còn Mark thì vẫn phải đấu võ mồm với chính cái thằng ăn hại trong cơ thể mình. Steven đòi Mark trả lại quyền kiểm soát, nhưng hiện tại mọi việc đã đi quá xa. Anh phải hoàn thiện việc Khonsu giao, điều mà Steven không thể nào mà làm được. Mark phải phục tùng Khonsu như vậy vì Khonsu đã từng cứu sống Mark, và vì thế Mark phải nghe lời Khonsu như bố với con. Khonsu còn dọa nếu anh bỏ giữa chừng thì ông ta sẽ cho Layla lên thay thế. Và Mark thì hoàn toàn không muốn vợ bị liên lụy. Hành trình tiếp theo của họ là đến lăng mộ Amit của Ai Cập để ngăn chặn Harold hồi sinh bà ta. Tập 3 tiếp tục câu chuyện với sự xuất hiện của Layla. Cô đang cố gắng làm giả căn cước để có thể sang Ai Cập cùng Mark. Tình hình bên Ai Cập lúc này vô cùng căng thẳng vì Harrow đã tìm được lăng mộ của Amit. Mark đang tức tốc truy tìm tung tích của hắn thì bị đám người của giáo hội ngăn lại. Giao chiến đang có lợi thì Mark nhìn thấy hình ảnh của Steven phản chiếu từ con dao và chớp giật. Mark có mặt trên một chiếc xe hơi đang trên đường ra sân bay. Bố Steven sợ quá nên đòi về. Mark bắt được một tên vừa đánh nhau lúc nãy nhưng bị tên còn lại đánh ngất và giật chớp. Hai tên này bị giết một cách dã man bởi một nhân cách mà cả Steven và Mark đều không biết. Giờ đây không còn chút thông tin nào về Harrow. Đầu cù quyết định sẽ triệu tập hội đồng các vị thần để tố cáo ý định hồi sinh Amit của hắn. Tại đây Mark gặp được Jadzo hay là Jadzio gì đấy, gồm avatar của Hathor, nữ thần tình yêu và âm nhạc, Horus, thần sơn tùng MTB, Isis, thần đẻ, Tefnut, thần ướt, và Osiris, thần của cái chết và sự tái sinh, hay còn gọi là thần đằng bị ông này ngủ vãi cả ngủ. Việc hồi sinh Amit của Harrow rõ như ban ngày nhưng ông này vẫn nhắm mắt cho qua. Thay vào đó ông phán xét ngược lại Khonsu vì cái thằng đầu cù này hay đi nói chuyện báo đồng. Và thế là phiên tòa xét xử bị chấm dứt trước sự cái cú của Khonsu. Jadzio thương cảm cho Mark nên chỉ cho anh manh mối để tìm lăng mộ của Amit. Đó là một cỗ quan tài tên Shenfu được cho là đang giao bán ở chợ đen. Mark đến đây dò hỏi thì gặp được vợ mình Layla. Cô dẫn anh đến gặp một người tên là Anton Morgat, người sở hữu Shenfu. Nhưng có một vấn đề ở đây là Mark hoàn toàn mù tịt mọi thứ về Ai Cập nên Steven phải trợ giúp anh qua một tấm gương phản chiếu. Điều này thì cực kỳ tốn thời gian nên người của Anton đã phát hiện ra. Đúng lúc này đội của Harrow cũng có mặt để phá hoại chiếc quan tài. Mark triệu hồi bộ đồ để giải quyết tình trạng oái oăm. Đang đánh nhau sống còn thì Steven lại lo ra điều khiển và bị chọc trò như hàng xiên bẩn ở chỗ láng, nên lại phải cầu xin Mark lên điều khiển. Sau khi Mark xử lý hết đám lính và Layla cũng lấy được bản đồ sao ở chỗ quan tài, hai người lên xe tẩu thoát vào sa mạc. Tại đây hai người cố gắng ghép nối các mảnh bản đồ, nhưng mà điểm này quá khó với con người chân tay như Mark, nên anh đành phải gọi Steven ra. Steven ghép ra được một bản đồ hình sao, thứ dẫn thẳng đến lăng mộ của Amit. Chỉ có điều là bản đồ này đã lỗi thời tận 2000 năm và các ngôi sao trong đó đã di chuyển ít nhiều. Đầu cu dùng quyền năng của mình tua ngược thời gian về đêm của 2000 năm trước. Tuy đã có được tọa độ lăng mộ, nhưng cái giá phải trả là sự giam cầm của Khonsu, đồng nghĩa với việc Mark và Steven không thể dùng sức mạnh ánh trăng được nữa. Và phim cứ thế lặng lẽ chuyển sang tập 4. Sau khi bị phong ấn, Khonsu chính thức trở thành Super Idol, tức là siêu thần tượng, sánh vai với các vị thần khác trong ngôi đền huyền thoại. Sự nghiệp thần tượng này kéo dài bao lâu thì còn phải trông chờ vào Mark và Layla. Cơ mà việc này giờ khó như làm fan đông nhi, vì Mark còn miếng sức mạnh nào đâu. Thôi lỡ đầm nào thì phải follow, biết sao giờ. Lần theo tọa độ đã dò được, cả hai tới một địa điểm nằm giữa hoang mạc. Tất nhiên là Arthur đã đến đây trước. Layla và cả Steven tranh thủ vào lều trại, lút ít đồ phòng thân, rồi sau đó tiến thẳng vào trong. La cả vô định một hồi thì Steven phát hiện ra thiết kế của mê cung, y hệt đôi mắt của thần Horus. Đây này, anh chỉ cho em. Đây là chân mày nè, đây là tai này, em hiểu không? Để nghe. Đây là lưỡi này. Thế tượng thần Amit ở đâu? Lưỡi.
Sao anh biết là lưỡi? Chả biết, chắc tức đá lưỡi. Thế là cả hai đi theo đường cái lưỡi tới một căn phòng đầy máu me và suýt chút nữa bị tên linh mục chuyên mai móc nội tạng giết. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy để cắt đôi tên linh mục. Layla và Steven bị chia cắt mỗi người một hướng. Layla tới chỗ vực sâu thì vô tình gặp Arthur. Tuy chưa biết vị trí bức tượng ở đâu, nhưng lão này biết cách làm tổn thương trái tim một cô gái. Bí mật về cái chết của bố Layla được hé lộ và cô đã sốc khi biết rằng má cũng ở đó khi bố cô bị xiêm chết. Cùng lúc này, Steven phát hiện ra chiếc quan tài mạ vàng của Alexander Đại Đế, người được cho là thế thần của Amit 2000 năm về trước. Bật nắp quan tài, Steven bắt đầu moi móc lục lọi và tìm được bức tượng của thần Amit. Anh mừng rỡ khoe với Layla, nhưng Layla lấy đâu ra tâm trạng vui khi mày không kể cho tao chuyện với bố của tao. Đến nước này thì Mark đành thừa nhận mọi việc. Bro, hôm nay điên vào lờ, nó bắn bố em xong nó bắn cả anh. Khonsu mà không cứu thì anh với bố em chung một ngày dỗ mẹ rồi. Bầu không khí bình thường nhanh chóng bị phá vỡ bởi Arthur cùng các cộng sự đã đến. Quy phục tao hoặc mày phải chết. Mark biết là kiểu gì cũng chết nên chủ động mở giao tranh, câu giờ cho Layla tẩu thoát. Man xả thần đầy dũng cảm đã giúp anh nhận về 2 viên kẹo đồng chuẩn thẳng vào lồng ngực. Mark ngã ngửa rồi chìm sâu xuống thiên đường của người châu Phi. Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một bệnh viện tâm thần. Cơ mà bệnh nhân ở đây lạ lắm, toàn những gương mặt quen thuộc. Cái ông ở bức tượng tập 1 này, cục Rubik cũng ở tập 1 này, bà quản lý Donna cũng ở tập 1 luôn này, đầu trọc da đen và râu xồm da trắng ở tập 2 này. Không những thế, lão viện trưởng lại còn chính là Arthur Harrow. Lão cứ luôn mồm nói đây mới là thực tại thật, những gì Mark đã trải qua ở tập trước chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mark không tin, hoảng loạn chạy ra hành lang rồi trốn bừa vào một căn phòng nơi có một cỗ quan tài đang động đậy. Đấy là ai? Chính là Steven Grant. Không biết cách nào mà hai nhân cách này có thể tách ra thành hai cơ thể, nhưng mà để dễ phân biệt thì áo sáng màu là Mark còn tối màu là Steven. Cả hai biết mình vẫn tỉnh táo nên ra ngoài tìm đường thoát. Trên đường đi thì bắt gặp một cỗ quan tài nữa, nhưng mà cũng không quan tâm lắm. Chạy tới cuối hành lang thì cả hai bắt gặp Happy Pola. Quá sợ hãi, tiếng hét của cả hai dẫn người xem đến tập 5. Happy Pola tự giới thiệu mình là Tawereth, vị thần của phụ nữ và trẻ em, người dẫn đường cho người chết tới hậu kiếp. Thần phụ nữ, trẻ em, sợ hà mã. Mấy ông Ai Cập có quan điểm hay đấy. Mark không tin mình đã chết, chạy ra ngoài kiểm tra thì nhận ra cả ba đang ở trên một chiếc thuyền lướt đi trên sa mạc Duat, với đích đến là cánh đồng lau sậy Aru. Nói cho dễ hiểu thì nơi này là thiên đường. Tuy nhiên, để đến được thiên đường thì Mark phải trải qua nghi thức cân đo đọng đếm trái tim. Nếu trái tim cân bằng thì được sống một thiên đàng mãi mãi, nếu không thì bị ném ra khỏi thuyền và bị đẩy xuống thanh. Thế nhưng một lần nữa hiện tượng giống một tận một lại xảy ra, cán cân không thể phán quyết trái tim của Mark, lý do là hai quả tim đều chưa được lấp đầy. Thế thì làm sao giờ? Tao Red khuyên cả hai nên thành thật, kể nhau nghe những điều còn giấu kín. Rất may con thuyền này là nơi lưu giữ ký ức của cả hai, không muốn thành thật cũng khó. Và cứ như thế, quá khứ đen tối của Mark dần được hé lộ. Căn phòng đầu tiên mở ra với hàng tá những thi thể của bên trong, tất cả đều là nạn nhân của Mark khi anh còn là một lính đánh thuê. Bất chợt từ xa có một cậu nhóc bước tới. Tại sao lại có một thằng bé trong căn phòng của những người bị Mark giết? Steven có vẻ cũng thắc mắc giống tôi nên vội vã đuổi theo. Qua một cánh cửa, anh được đưa về quá khứ và bàng hoàng nhận ra Mark từng có một thằng em trai. Trong một lần đi chơi nọ, hai anh em tự dừng dắt nhau vào trong hàng. Chưa tìm thấy ai thì trời mưa xối xả, nước giả đầy hàng. Tinh tịch tỉnh tàng thắp nhang cho thằng em Mark. Bà Wendy biết tin thì đổ hết lỗi cho thằng con cả. Mày trả được cái nước gì, được mỗi cái nước nhấn chìm con trai bố mày. Kể từ đó, tình cảm mẹ con rạn nứt. Bà Wendy đối xử với Mark chẳng khác nào một thằng bị hack nào. Cứ thế Mark sống trong lo lắng bị chửi mắng, đến nỗi tự tô tự vẽ ra một nhân cách khác tên là Steven Grant, lấy cảm hứng dựa theo nhân vật trên tấm poster dán trong phòng ngủ. Nhân cách này sẽ xuất hiện mỗi khi nhân cách gốc gặp nguy hiểm hoặc đau buồn. Vậy là nguồn gốc của Steven Grant đã rõ, ai là nhân cách gốc thì biết rồi đấy. Hai anh em lại bước vào cánh cổng tiếp theo dẫn tới một sa mạc ở Ai Cập với rất nhiều xác chết nằm phơi nắng. Đây chính là khung cảnh vào cái ngày bố Layla bị giết. Như đã nói ở trên, Mark cũng bị bán vào ngày hôm đó. Trong khoảnh khắc cận kề với âm phủ, Mark được Khonsu trao cho một cơ hội sống với điều kiện là trở thành nắm đấm của ông. Mark đồng ý và chính thức trở thành hiệp sĩ ánh trăng. Ok, thế là giao kèo với Khonsu cũng rõ, cả hai không còn giấu giếm từ nhau. Thế nhưng bằng một lý do nào đó, cán cân vẫn chưa thể cân bằng. Đúng lúc này, các linh hồn từ trần gian rơi là tả xuống địa ngục. Tất cả đều là những linh hồn oan ức bị phán tội chết quá sớm khi còn chưa tới số. Biết hai đầu đang chuẩn bị giải cứu thần Amit, cả hai năn nỉ Thảo Red cho mình hồi sinh để cứu thế giới, nhưng mà không được, nên đành nhờ bà gửi lời tới Layla rằng hãy giải cứu Khonsu, người duy nhất có thể giải quyết mối hỗn độn này. Các linh hồn oan ức bắt đầu treo lên thuyền tấn công Mark và Steven. Tuy Mark từng là lính đánh thuê nhưng mà kẻ địch quá đông, anh thì lại không có CC để chống lại cái lũ này. Steven la vào định giúp, nhưng chính anh lại bị rơi khỏi con thuyền, rồi bị địa ngục Duat biến thành một pho tượng đá. Cán cân đột nhiên cân bằng, Mark bỗng thấy mình đứng giữa cánh đồng lau sậy. Ngơ ngác, anh nhìn sang tập 6, nơi Layla đang ngụy trang để bám theo và giết Arthur Harrow. Tuy nhiên, Tower Red thông qua những người chết đã gửi tin nhắn đến Layla. Bro, chill, cứu Khonsu đi thì chồng mày mới hồi sinh được. Layla nghe vậy thì đành ngậm đắng nuốt chín xu, bám chân Arthur đến ngôi điện của những vị thần. Trong lúc hắn bận giao chuyển với các avatar, Layla lẻn vào bức tường danh vọng, phá nát sự nghiệp thần tượng của Khonsu, giải cứu vị thần đầu cu. Khonsu thuyết phục Layla trở thành avatar mới của mình, nhưng Layla bảo đéo vì cô thích đầu chim của Mark hơn.
Cùng lúc này, Arthur vừa clear xong đống avatar vô dụng và triệu hồi thành công nữ thần Amit, đại sứ của Lakot. Khonshu do không có sự hỗ trợ của Moon Knight, đành phải tự mình solo với Amit. Cùng lúc đó tại cánh đồng lau sậy, Mark cảm thấy lên thiên đàng chả vui như Wawi nói, nên quyết định quay lại sa mạc Duat hóa đá cùng Siven. Hành động này chứng tỏ Mark đã coi Siven như một phần không thể thiếu trong tâm hồn mình, nhưng mà no homo. Và điều này đã khiến trái tim cả hai được cân bằng. Cánh cổng của thần Osiris mở ra, dã đầm cho cả Mark và Siven. Hai anh em vui sướng, vội chạy đến cổng để hồi sinh, bắt được tín hiệu của Mark. Khonshu dịch chuyển tức thời tới chỗ của anh, may mắn thoát khỏi đòn kết liễu của Amit. Giây phút tương phùng tưởng chừng sẽ vô cùng cảm xúc, nhưng mà không. Siven lạnh lùng điều kiện với Khonshu, trong trường hợp anh và Mark đánh bại được thần Amit, Khonshu phải hủy kèo, giải phóng cho cả hai. Lão già không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Cùng lúc đó tại ngôi đền các vị thần, Layla được Tao Red tin tưởng trao cho đôi kính sắt để trở thành avatar của vị thần này. Trở lại với Harold, người đang cùng thần Amit thành lập bại thế giới, lão ra lệnh cho tất cả giáo đồ đi phán xét người dân. Mỗi một mạng bị xử chết là cộng một linh hồn cho dạ dày của nữ thần Amit. Chẳng mấy chốc Amit đã to ngang ngửa cái kim tự tháp. Khonshu với sức mạnh của trăng tròn cũng hóa to để solo cho cân. Ở trên là cuộc chiến giữa các vị thần, còn ở dưới Mark và Steven thay nhau chiến đấu với Arthur. Mặc dù có thêm sự giúp đỡ của Layla, người đàn bà với cái chim sắt, cả ba vẫn lụi bại trên một hè đầu đã phun đồ. Trong lúc thập tử nhất sinh, tưởng chừng Mark sẽ chết, nhưng trước mắt một cái, tất cả kẻ địch bị hạ gục lúc nào không hay. Mark chắc chắn đây không phải mình làm, Siphon thì lại càng không. Vậy ai làm? Là ai thì lát sẽ rõ. Anyway, tên ác nhân đã bất tỉnh, Amit cũng nhanh chóng bị phong ấn và giam cầm trong cơ thể của Harold. Khonshu ra lệnh cho Mark giết chết tên phản diện để Amit biến mất mãi mãi. Nhưng Mark bảo có cái cứt, tự đi mà làm. Được rồi, nếu mày muốn thế. Khonshu giải phóng hợp đồng cho Mark và Siven, và cả hai trở lại cuộc sống bình thường, vẫn giữ thói quen cũ là trói chân vào thành giường và rắc cát xung quanh, vì Mark tin rằng nhân cách thứ ba của anh vẫn chưa lộ diện nên vẫn phải cần theo dõi. Hết phim. Cảnh after credit diễn ra trong một bệnh viện tâm thần, nơi Harold đang bị giữ lại để điều trị. Một tay sai bí ẩn của Khonshu đã đến và bắt cóc ông. Và bất ngờ chưa? Đó chính là Jake Lockley, nhân cách thứ ba của Mark. Anh này có khuynh hướng bạo lực và kỹ năng chiến đấu hơn hẳn hai nhân cách còn lại. Nếu tinh ý thì bạn sẽ nhận ra nhân vật này đã xuất hiện suốt cả 6 tập. Đặc biệt là lúc các nhân cách còn lại đang gặp nguy hiểm thì anh này sẽ có nhiệm vụ làm cỏ toàn bộ kẻ địch. Để rồi khi tỉnh dậy, Mark và Steven sẽ đếch hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không rõ là phim có phần 2 để khai thác thêm về nhân vật này hay không, nhưng mà nghe thì có vẻ hấp dẫn phết. Và đó là Moon Knight, siêu anh hùng mới nhất của MCU. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer. Vui Vẻ, người chơi điện tử và người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.